thời tiết đang nắng gắt thì xảy ra mưa lớn khiến sầu riêng rụng trái non. Nhiều vườn tỷ lệ rụng đến 50%, người dân gặp khó khăn. Theo đó, tại Gia Lai, các địa phương trồng nhiều sầu riêng như Chư Sê, Chư Bư, Yrai, Chư Prong, Đức Cơ, Chư Ba. Riêng huyện Yrai có hơn 600 hectare sầu riêng. Ở thời điểm này, sầu riêng chuẩn bị thu hoạch nhưng bị rụng trái non khắp nơi. Gia đình anh Nguyễn Thế Anh, thôn 6, xã Yê Tô, huyện Yrai, trồng 1,5 hectare sầu riêng, nhưng các cây đều lưa thưa trái, rụng đầy dưới đất. Mỗi năm thì nó rụng ít. Năm nay thì khả năng là bất lợi thời tiết nên là số lượng trái rụng nhiều, khoảng 50%. Tình hình thì phân bón thuốc trừ sâu giá hơi cao. Nên là với tỷ lệ rụng như này thì nguồn thu nó sẽ ít đi, khả năng cao sẽ lỗ. Thời tiết hôm nay nó hơi khắc nghiệt cho nên là cái năng suất đậu quả hoặc là đấy, hiện tại thì bây giờ thì chưa thực sự là thu hoạch. Thế nhưng mà với cái lượng trái trên cây thì so với năm trước thì chỉ đạt được chừng cỡ khoảng độ 40-50% thôi. Trên địa bàn xã Yê Tô thì khoảng 300 cây sầu riêng. Trong thời gian qua thì do là thời tiết khí hậu thì có ảnh hưởng đến một số cái cây sầu riêng của hộ gia đình. Rụng thì khoảng 40%. Hiện tại bây giờ người dân tôi thì trên địa bàn rất là khó khăn. Mong muốn thì chính quyền các cấp, các ngành thì có biện pháp nào đó thì hướng dẫn áp dụng về kỹ thuật để bà con trên địa bàn Gia Tô thì để thực hiện là chăm sóc cây sầu riêng trong thời gian tới nó có hiệu quả hơn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện Yrai và Chư Sê, trước việc nhiều vườn sầu riêng bị rụng trái, huyện đã cử cán bộ xuống thống kê thiệt hại và tìm hiểu biện pháp khắc phục để hướng dẫn cho người dân có giải pháp hạn chế việc rụng trái trên cây sầu riêng. Nhưng với điều kiện là cái tàn cây này là nó phải thung, chứ còn nó